Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với YouTube channel của Sanity Shop. Trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình các dòng switch Cisco Catalyst 9000 series hoạt động như một bộ Wi-Fi controller để quản trị các thiết bị Wi-Fi của Cisco. Các dòng Wi-Fi của Cisco sẽ có 3 cách để quản trị. Cách 1 là sử dụng chính một Wi-Fi để làm virtual controller quản trị các AP khác. Với dòng Wi-Fi Catalyst thì nó là công nghệ IWC, còn với dòng Wi-Fi Ironet thì nó là Mobility Express. Cách thứ hai là sử dụng các thiết bị controller chuyên dụng như là dòng C9008, 2504 hay là 3504 vân vân. Cách ba là sử dụng chính các thiết bị switch catalyst 9000 để hoạt động như một controller. Cách thứ ba thì cũng giống như cách một, đều sử dụng IWC tích hợp vào thiết bị, được sử dụng trong các mô hình mạng nhỏ, số lượng wifi ít hoặc chúng ta muốn tận dụng hạ tầng mạng sẵn có. Ví dụ các bạn đang có sẵn switch core là dòng C9003 trong mạng rồi, thì có thể tận dụng C9003 làm wifi controller còn chúng ta chỉ cần mua thêm các bộ phát Wi-Fi thôi. Tuy nhiên với IWC trên Wi-Fi thì nó chỉ hỗ trợ tối đa 100 AP, còn với IWC trên Switch thì có thể hỗ trợ lên tới 200 AP và 4.000 client. Các bạn lưu ý là dòng Catalyst 9002 sẽ không hỗ trợ, còn dòng 9003L thì tối đa chỉ được 50 AP thôi nhé. Ngoài ra thì các Switch cũng cần phải chạy các phiên bản OS từ 17.3 trở lên, có IP quản trị để truy cập giao diện web và phải có IP trên cổng loopback không, các phiên bản dưới 17.3 sẽ không hỗ trợ EWC. EWC trên suýt thì cũng hỗ trợ tất cả các dòng Wi-Fi Catalyst 9100 và các dòng Wi-Fi Ironet Way 2 cũ như là các dòng Indoor 1800, 2800, 3800, 4800 và các dòng Outdoor như là 1540 hay là 1560 series. Các dòng Ironet Way 1 thì sẽ không được hỗ trợ quản trị qua suýt IWC trên Switch cũng hỗ trợ cơ chế dự phòng như trên Access Point nên các bạn cũng có thể xây dựng hai controller dự phòng hoặc sử dụng luôn cơ chế stack của Switch để dự phòng luôn cũng được. Trên Switch thì mô hình sẽ linh hoạt hơn rất là nhiều. Để có thể cài đặt IWC trên Switch thì chúng ta cũng cần phải đao thêm một gói hỗ trợ nữa giống như là việc chuyển đổi từ Capwap sang IWC. Các bạn truy cập vào trang software.sitco.com. vào Access Download. Sau đó tìm kiếm mã switch mà các bạn đang sử dụng. Mình đang sử dụng ở mã Cisco C9324P-E. Tuy nhiên trong ô tìm kiếm này các bạn chỉ gõ từ 9003 thôi nhé, không có chữ C. Vì trên này nó sẽ ghi là Catalyst 9300. Vào mục iOS XE Wireless Controller Software Package này, Sau đó thì chúng ta cần tìm đúng phiên bản OS hiện tại trên switch. Switch của mình đang chạy phiên bản 17.9.1, mình sẽ tìm đúng bản này. Nó chính là file Catalyst 9008 Wireless Controller for Switch này. Tuy nhiên để có thể download được thì chúng ta cần có tài khoản với các hợp đồng liên quan đến Switch. Bạn nào không có tài khoản phân quyền thì có thể liên hệ với bên cung cấp để nhờ họ download cho thôi. Sau khi đã có firmware rồi thì chúng ta sẽ truy cập vào giao diện web của switch để cài đặt gói bổ trợ IWC. Để truy cập được web thì chúng ta cần console vào switch, đặt IP quản trị và tài khoản đăng nhập là được. Mình cũng đã có video hướng dẫn vào giao diện web của các dòng switch Catalyst 9000 rồi, các bạn có thể tham khảo nếu mà chưa làm được nhé. Tiếp theo thì để cài gói EWC, các bạn vào menu Administration, Software Management. Các thông số khác để mặc định, các bạn chỉ cần chọn Select File. Sau đó thì chọn file EWC đã download về. Nhấn Download and Install. Sau khi cài xong thì nó sẽ có các thông báo ở bên trái này. Các bạn nhấn Save Configuration and Reload để lưu cấu hình và khởi động lại switch. Sau khi switch khởi động xong, các bạn đăng nhập lại vào giao diện web. Khi đó thì ở thanh công cụ phía trên này, các bạn sẽ thấy một icon cho Wireless Controller. Các bạn nhấn vào đây để chuyển sang giao diện của iWc Switch sẽ lock out ra, các bạn cần chờ khoảng 30 giây để có thể đăng nhập lại Sau khi đăng nhập lại thì các bạn sẽ vào được giao diện của EWC. Như vậy là các bạn đã có thể sử dụng các dòng switch Cisco Catalyst 9000 Series để quản lý các dòng Wi-Fi của Cisco. Giao diện và cách cấu hình EWC trên switch, trên Access Point hay trên controller Cisco C9008 thì đều giống như nhau. Vì tất cả đều sử dụng chung hệ điều hành iOS XE. Nên việc xoay Wi-Fi vào controller, cấu hình SSID, vân vân, các bạn làm tương tự như trên Cisco controller C9008. Bạn nào mà chưa làm với Cisco C9800 thì có thể tham khảo các cái bài viết hay là video hướng dẫn triển khai Wi-Fi Cisco trên blog của CNTT Shop nhé. Cùng một hướng dẫn cho controller C9800 nhưng các bạn có thể áp dụng cả với switch EWC trên Wi-Fi. Ok, Wi-Fi Cisco thì có nhiều cách để mà quản lý, các bạn có thể lựa chọn tùy theo nhu cầu hoặc là hạ tầng có sẵn của mình. Trên CNTT Shop Channel có đủ những cái video hướng dẫn cấu hình rồi. Nếu các bạn có góp ý hay là thắc mắc nào thì cứ để lại comment để mọi người trao đổi với nhau nhé. Và hãy like, xe cũng như là subscribe để nhận thêm những video mới nhất từ CNTT Shop bạn nhé.